Jimmy Thái Nhật kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, ngày 13 tây tháng Giêng năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Thủ tướng Scott Morrison đề nghị tiến hành cuộc điều tra về công tác ứng phó chế rừng ở Úc. Thủ tướng Canada hứa đòi công lý cho nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay tại Iran. Dùng hóa chất làm xà phòng, chất tẩy rửa, bùn cầu làm nước mắm, bốn doanh nghiệp bị phát giác Gia đình nữ sinh giao gà sinh miệng án tử cho 6 kẻ sát hại con mình Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết Các thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến việc là sau khi phải đối mặt với chỉ trích trong nhiều tuần qua về việc giải quyết các vụ cháy rừng ở Úc Vào Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng, Thủ tướng Scott Morrison cho biết là ông sẽ đề nghị tiến hành một cuộc điều tra trên toàn quốc về công tác ứng phó cháy rừng Với cuộc khủng hoảng cháy rừng tại Úc đã tiếp diễn trong suốt 3 tháng giết chết 28 người, thiêu hủy hai 000 ngôi nhà và thiêu rụi hàng triệu mẫu đất và động vật hoang dã. Cuộc khủng hoảng đang ngày càng mang tính chính trị. Mặc dù tình trạng cháy rừng diễn ra rất phổ biến trong những tháng hè ở Úc, nhưng mùa cháy năm nay không những bắt đầu sớm một cách bất thường mà còn lan rộng với tốc độ rất nhanh và không thể đoán trước. Thời tiết mát mẻ hơn vào cuối tuần đã phần nào giúp đỡ quá trình dập lửa nhưng một lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ ở tiểu bang victoria khi các đám cháy mới lại bùng phát một lần nữa chính quyền cho biết nguy cơ cháy rừng vẫn còn đó và tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài đối mặt với áp lực ngày càng tăng để giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu thủ tướng morrison cho biết chính phủ của ông sẽ xem xét cải thiện hiệu quả trong việc kiềm chế khí thải nhưng đồng thời cũng bác bỏ những chỉ trích rằng chính phủ của ông đã không thực hiện đầy đủ các công tác chuẩn bị trước khi mùa cháy rừng bắt đầu. Cái thú vị tuy nhiên thì ông cũng thừa nhận rằng là công tác ứng phó cháy rừng có thể được giải quyết tốt hơn. Quay sang phần tin khác thì các thú vị tại buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ bắn nhầm máy bay tại Iran, Thủ tướng Canada là Justin Trudeau đã xúc động cho biết ông sẽ đòi công lý và yêu cầu Iran chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra Trước đó là Iran cũng thừa nhận bắn nhầm chiếc máy bay dân sự của hãng hàng không Ukraine làm chết 176 người. Theo hãng tin của Reuters thì có ít nhất là 57 người mang hộ chiếu Canada thiệt mạng, đa số họ là người gốc Iran. Đây là một trong những vụ việc có số người Canada thiệt mạng lớn trong vòng 40 năm qua. Tại buổi lễ cầu nguyện diễn ra ở một sân bóng rổ ở thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, nơi sinh sống của 13 nạn nhân. Ông Trudeau nói trước đám đông 1.700 người có mặt rằng Các bạn có thể cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng các bạn không cô đơn. Cả nước chúng ta đứng về phía các bạn trong tối nay, ngày mai và tất cả những năm phía trước. Thảm họa này không bao giờ được phép xảy ra. Tôi muốn bảo đảm với các bạn là các bạn có sự hỗ trợ hoàn toàn của tôi. Chúng tôi có mục tiêu đòi công lý cho các bạn. Nhiều người có mặt tại buổi lễ vẫn rất đau đớn, xúc động về sự ra đi đột ngột của người thân, bạn bè của mình. Cộng đồng người Iran ở Edmonton đã tổ chức quyên góp tiền để cho tăng lễ và các chi phí khác cho gia đình của họ. Nhiều lễ tưởng nhớ khác nhau được tổ chức ở nhiều thành phố tại Canada. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì các quý vị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hiện 4 doanh nghiệp sử dụng hóa chất làm xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh để sản xuất nước mắm. Theo báo Người lao động, chiều ngày 13 tháng Giêng năm 2020, thì ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cung cấp tên 4 công ty sản xuất, kinh doanh và chế biến nước mắm không đúng quy định, dùng hơn 48 tấn hóa chất soda, một loại hóa chất công nghiệp dùng để làm xà phòng và chất tẩy rửa vệ sinh, không có danh mục chỉ định dùng cho thực phẩm và sản xuất thực phẩm để chế biến nước mắm bán thành phẩm bốn công ty vi phạm gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điều Hương ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Hòa Hiệp, phường Tư, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tấn Phát, xã Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Và công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Theo ông Tiến, bốn doanh nghiệp này đã vi phạm hai tội chính là sản xuất, chế biến không có lưới trắng để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, sản xuất nguyên liệu nước mắm dùng phụ gia không được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm. Báo VTC News cho biết từ giữa năm 2019 thanh tra Bộ Nông nghiệp phối hợp cùng Bộ Công an, cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản và thanh tra Sở Nông nghiệp các địa phương Vĩnh Long, An Giang, Sài Gòn tiến hành kiểm tra các hoạt động chế biến sản xuất nước mắm nước mắm bán thành phẩm được bán cho các cơ sở sản xuất nước mắm có quy mô lớn nhỏ khác nhau để tiếp tục dùng các chất điều vị, mùi, màu hoặc tiếp tục xử lý, cô đặc để thành các sản phẩm nước mắm có giá trị khác nhau đưa ra thị trường tiêu thụ. Các cơ quan hữu trách đã ghi nhận lập văn bản. Cơ quan công an đã yêu cầu thanh tra bộ tiếp tục phối hợp để xác minh thêm, lấy mẫu thêm trên thị trường. Tình cho biết, giới hữu trách đã ra quyết định xử phạt hành chính các công ty vi phạm tổng cộng là 782 triệu đồng. Thanh tra Bộ Nông nghiệp cũng buộc 3 doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu đã chế biến ra còn nằm lại tại xưởng. Bảo Dinh cho hay, trước đó hôm 10 tháng Giêng, Thanh tra Bộ Nông nghiệp họp tổng kết năm và vô tình thông tin đã phát hiện tiêu hủy hơn 48 tấn soda công nghiệp tại một số doanh nghiệp dùng để sản xuất nước mắm. Xong, tên các công ty hoặc thương hiệu nước mắm vi phạm không được nêu cụ thể tuy nhiên dưới áp lực của báo chí và công luận cuối cùng bộ nông nghiệp phải công khai tên tuổi. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam thì gia đình nữ sinh giao gà xin biện án tử cho sáu kẻ sát hại con mình. Các thú vị cha ruột của nữ sinh giao gà ở điện biên bị sát hại hồi tích nguyên đáng năm 2019 đã kháng cáo đề nghị không tử hình sáu bị cáo đã sát hại con gái mình do nghi ngờ vụ án còn nhiều điều khúc tức chưa được làm rõ. Theo báo Pháp luật ngày 10 tháng Giêng năm 2020, ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, 22 tuổi ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, bị bắt cóc cưỡng hiếp, sát hại giả mang ở Điện Biên khi đi giao gà vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức là 30 Tết kỷ hợi, đã tới trụ sở tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để nộp đơn kháng cáo. Theo đơn, ông Hường kháng cáo về ba nội dung gồm có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm kháng cáo về việc để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và kháng cáo đề nghị không tử hình 6 bị cáo. Ông Hường cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa làm rõ vết máu trên xe tải của Bùi Văn Công là vết máu ở đâu trên thân thể của nữ sinh Cao Mỹ Duyên chảy ra, tại sao ông Công khai báo vết máu này là do kẻ khác bôi lên nhưng chưa được hội đồng xét xử làm rõ. Ngoài ra, ông công khai rất rõ về việc bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà, không hề nợ mình 30 triệu đồng. Do đó, động cơ mục đích phạm tội của các bị cáo chưa được làm rõ. Ông Công còn khai người chủ mưu của vụ án vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng hội đồng xét xử không làm rõ mà cố tình né tránh lời khai của bị cáo. Như vậy, điều bất ngờ lớn nhất trong đơn kháng cáo của gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên chính là việc đề nghị không tử hình 6 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án tử. Nói về lý do của nội dung kháng cáo này, ông Hường cho biết trước tiên là vì yếu tố nhân văn. Tiếp đó, ông cho rằng cả vụ án con gái ông bị sát hại và vụ án vợ ông là bà Trần Thị Hiền mua bán trái phép chất ma túy đều chưa được làm rõ. Nếu 6 bị cáo nói trên bị tử hình, các vụ án sẽ đi vào ngõ cục, không còn ai để có thể tìm ra tận chất thực sự. Sáng ngày 13 tháng Giêng, nói về báo Đất Việt, luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, tỏ ra bất ngờ trước việc ông Cao Văn Hường có đơn kháng cáo bằng án sơ thẩm, xin miễn án tử cho sáu bị cáo tham gia sát hại con gái mình. Theo báo vnExpress Express, cùng lúc bị cáo vì văn toán bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm cùng gửi đơn đến tòa án nhân dân tỉnh điện biên kháng cáo kêu oan xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án tử hình trong đơn ông toán viết rằng là mức án sơ thẩm quá nặng nên mong tòa cấp cao xem xét công nhiệm vương văn hùng cùng nói không có tội là người trình bày kháng cáo dài nhất hùng cho rằng là bị oan sai bởi trong lúc điều tra bị ép cung mớm cung và bắt viết bản nhận tội vào ngày xảy ra vụ án Hùng ở nhà. Dữ liệu từ camera an ninh trước cửa có thể chứng minh điều này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin buổi sáng với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.